Ok, hôm nay em sẽ hướng dẫn qua cho bạn cái phương án đó là tạo một cái trend là những cái đối tượng có thể thiết kế những phần MV này. Thì trước khi làm việc với cái đối tượng thiết kế bất kỳ, mọi người cũng cần lưu ý là cái thông số kích thước của nó là bao nhiêu và mục đích sử dụng của khách hàng là cái gì. Chẳng hạn như đăng lên Facebook thôi, chẳng hạn như cái sản phẩm khi mà MV ra mắt, bạn thấy là có rất nhiều cái trường hợp để mình xử lý: avatar Facebook này, ảnh bìa cover này, YouTube này, ảnh thumb vân vân trong điều này. Thì trong quá trình thiết kế một bản hoàn toàn thì bạn thay đổi những cái kích thước khác nhau để có thể truyền thông trong cái trường hợp này. Ok, thì trong hôm nay sẽ hướng dẫn qua cho bạn cái phương án đó là tạo ra một cái ảnh thumb thumbnail đăng trực tiếp trên cái phần YouTube của bạn. Ở đây cho anh để cái thông số của nó là 1920:1080. Nhưng mà trong quá trình bạn có cái phần ảnh mẫu rồi, mình hãy dùng phương án nhanh hơn bằng cách là Ctrl A chọn tất cả, Ctrl C copy và Ctrl N tạo ra khổ giấy mới, thì trong cái trường hợp này nó sẽ tự động lấy cái thông số kích thước của cái đối tượng ảnh mình vừa chọn. Ở đây thực ra anh đang để cái độ phân giải của nó là 300 để hiển thị cái ảnh nó sắc nét khi mà show cho bạn xem thôi. Còn nếu bạn đăng lên YouTube thì anh chỉ cần để cho nó là khoảng 150. Chưa, hiển thị trên màn hình. Bởi vì thế là ảnh nó cũng không lớn lắm trong cái trường hợp này. Nhưng mà anh sẽ để cho nó là khoảng 300 để có thể tạo ra sản phẩm cho nó rõ ràng. Đương nhiên rồi, hệ màu RGB tạo ra những sản phẩm hiển thị trên màn hình YouTube ở đây. Và 8 bit mặc định, bạn lưu ý đây là toàn bộ tất cả hệ thống cơ bản nhất để tạo ra một cái khổ giấy thiết kế trong trường hợp này. Grid. Và khi mà bạn có một cái file mẫu rồi, mọi người cần lưu ý là có thể là trong quá trình làm mà tích vào đây để xem mà thấy nó cũng khá là vất vả. Cho nên là trong quá trình làm việc bạn có thể chia màn hình thành nhiều phần để có thể nhìn cái file mẫu cho dễ dàng hơn trong trường hợp này. Ở đây chọn là phần Arrange. Trong phần Array này nó cũng có rất nhiều cái phương án chia theo chiều ngang này, theo chiều dọc này. Nếu mà có nhiều đối tượng thiết kế mình sẽ chia thành nhiều phần khác nhau. Trong trường hợp chọn là phần này, hay là vertical đây, theo dạng chiều ngọc. Chưa? Bên tay trái là cái phiên bản mẫu của bạn thì mình hơi để cho nó nhỏ hơn. Dịch chuyển sang bên tay trái để cái không gian làm việc của bạn nó được rộng hơn trong cái trường hợp này. Nhờ, nguyên tắc. Và trước khi làm việc thì mọi người cũng cần lưu ý là mình nên thực hiện những cái đối tượng nào để thiết kế trước. Thì trong trường hợp bạn phân tích một cái thiết kế bất kỳ nhá, nên sử dụng những cái đối tượng nào ở sau cùng thì mình sẽ xử lý trước. Chẳng hạn như background này. Bởi vì khi mà thiết kế mà người lưu ý là nó sắp xếp theo bảng layer, mà layer là nó nằm phía dưới cùng thì nó sẽ hiển thị sau. Nhưng mà khi bạn đưa cái đối tượng bất kỳ vào thì nó sẽ tự động xếp chồng lên trên và xếp chồng lên trên. Cho nên mình sẽ phân tích bằng cách là tạo ra những cái đối tượng phía sau thì mình sẽ xử lý trước. Ở đây bạn thấy là cái đối tượng nền background, thế đây nó đưa cho bạn toàn bộ tất cả hệ thống về chất liệu sẵn rồi. Giờ khi mà sử dụng xong nền thì mình sẽ sử dụng tiếp theo là cái bố cục của nó là đưa hình ảnh vào. Giờ và tiếp theo là bạn sẽ đưa nội dung chữ. Cái này nó sẽ liên quan phần là chất liệu nó khá là cũ. Ở đây bạn thấy này, về những cái đường nét của chữ này, và thứ hai nữa cái chất liệu trên cái tấm ảnh. Nhờ nó cái vân vân, ảnh nó không được sắc nét trong cái trường hợp này. Và thứ hai là màu nó cũng liên quan đến phần thiết kế một tí lằng ngà về những đối tượng màu vàng, màu cũ. Okay, trong trường tiếp theo sẽ đưa toàn bộ tất cả những đối tượng tư liệu vào để thiết kế. Ở đây anh đưa cho bạn toàn bộ tất cả hệ thống về link ảnh này, về phông chữ. Chưa? Ok, link ảnh sẽ xử lý bằng kiếp và cái đối tượng nền. Với một cái phiên bản thiết kế mình có hai phương án để đưa hình ảnh vào. Một là Ctrl O, hai là bạn kéo trực tiếp đối tượng hình ảnh này vào file. Khi mà kéo vào thì nó có hai phương án, một là bạn kéo thẳng trực tiếp vào trong phần file thiết kế là cái khổ giấy của mình, và cách thứ hai bạn kéo trực tiếp lên trên thuộc tính thanh menu này. Cái trường hợp kéo lên trên thuộc tính thanh menu thì nó giống như việc Ctrl O thì nó mở hình ấy. Ctrl A, Ctrl C copy, Ctrl V kép đi vào sang đây, Ctrl V trực tiếp. Ctrl T trong quá trình co kéo hình ảnh thì lưu ý giữ thêm shift để không nó bị méo. Ok, sẽ để đây đi. Ok, xong phần này. Bước tiếp theo cho hình ảnh vào. Nhưng mà cho hình ảnh vào thì bạn thấy trong cái trường hợp này nó không đúng với cái bản gốc và nó sẽ có những phần vết xước này. Thì vết xước thì đây nó cũng có cái phần tư liệu sẵn cho bạn rồi, Ctrl O lên trên cái màn hình của mình. Thì đây bạn có thể chọn một trong những cái trường hợp này để đưa vào bản thiết kế. Nhưng mà tiếp theo bạn có thể xử lý cho cái đối tượng này là ảnh ở dạng JPEG thì cái nền của nó đang là màu trắng. Nếu mà nền màu trắng thì có hai phương án để bạn xử lý. Một là biến trực tiếp những cái đối tượng này trở thành một cái brush. Trở biến thành brush. Và dạng thứ hai nữa là tách hẳn nền trắng ra để cho hình ảnh chui vào khung. Nhưng mà phân tích là một tí, nếu bạn cho biến thành brush ấy, thì mình có thể là không chủ động được cái việc nó xoay ở cái vị trí nào. Đúng không? Chẳng hạn như bạn không cài đặt cho nó thì nó chỉ có dạng nằm ngang thôi. Còn cài đặt cho nó thì có thể là xoay theo một cái vị trí nào đấy nhất định.
mình không biết được, cho nên anh sử dụng phương án là tách nền trắng để cho ảnh trừ vào cung. Ở đây anh sẽ lấy trường hợp là cái đối tượng này thôi. À, dùng phương án là quét qua trước này. L vùng chọn tự do quét qua những cái đối tượng bạn muốn lấy. Nhả chuột ra rút lệnh thì nó tự động biến thành vùng chọn. Dạ, căn chân Z đi. Nhân đôi cái vùng chọn đấy lên và tắt toàn bộ tất cả hệ thống layer không liên quan. À, bước tiếp theo để loại bỏ nền trắng thì có rất nhiều cái phương án khác nhau. À, cách thứ nhất đó là kết hợp với phần kênh màu. Dạ, chọn vào kênh màu. Thì trong cái trường hợp ảnh màu đen trắng thì bạn có thể chọn bất kỳ một cái đối tượng hệ màu nào. Red, green và blue nó đều giống nhau. Bước đầu tiên giữ Ctrl tích thẳng vào kênh màu thu nhỏ để trở về vùng chọn theo sắc độ của đối tượng layer bạn đang chọn. Và bước tiếp theo trở về RGB để hiển thị lại màu gốc. Chọn vào bảng layer. À, xóa trực tiếp đi được không? Dạ, đây là một cách. Nó chọn vùng chọn theo sắc độ, chỉ có trắng và đen thì nó thực hiện rất đơn giản. Ok, cách thứ hai. Chọn vào phần menu select, chọn đến phần color rank. Đây là công cụ, nó sẽ lấy vùng chọn theo cái sắc độ của đối tượng hình ảnh đấy. Dạ, bạn muốn chọn màu vàng thì màu nào thì tích thẳng trực tiếp vào đối tượng màu đấy và thay đổi sắc độ cho nó lấy nhiều hay là ít trong trường này. Ok. Dạ, cái này nó đang chọn phía trong nhá. À, thì mình có thể đảo ngược lại bằng cách là Ctrl Shift Y ngắn và xóa nó đi. Thì bạn đấy nó cũng lấy cái phần này. Cái chọn cái phương án nào cũng được. Dạ, ok, anh sẽ copy sang phiên bản thiết kế. Cái này không cần thiết nữa, tắt đi. Dạ. Ok, tiếp theo nữa thì có thể dùng trường hợp là sắp xếp nó ở vị trí nào cho nó phù hợp thôi. Dạ, bởi vì nếu bạn xây dựng bố cục này thì không biết để ở đâu nó phù hợp cả. Cho nên anh dùng trường hợp là cho hình ảnh vào trước. Dạ, ok, để vị trí này. À, giữ shift nha, giữ shift phóng to lên này. Trong quá trình giữ shift bạn lưu ý không nên kéo đây, nó bị méo. Giờ chỉ kéo ở 4 góc thôi. Giờ 1 này, 2, 3 và 4, giữ shift phóng to lên. Chà, khi mà bật như này thì bạn có thể chủ động được cái vị trí của đối tượng hình ảnh nó nằm ở đâu. À, và tiếp theo bật bảng layer lên. Ảnh muốn chui vào khung thì nó phải, cái ảnh đấy nó phải nằm ngay trên cái đối tượng layer khung. Ctrl Angle, cho ảnh chui vào. À, cho ảnh chui vào thì có rất nhiều cái công cụ phím tắt. Một là Ctrl Angle, hai nữa chuột phải trực tiếp vào layer ảnh đấy, chọn ở phần Make Click Mask. Hoặc cách thứ ba nữa thì bạn giữ Alt, giữ An và dịch chuyển đến giữa hai layer thì bạn thấy nó sẽ có cái phần mũi tên, bạn tích thẳng chuột trái thì đối tượng hình ảnh nó sẽ tự động chui vào. Yeah. Và bây giờ bạn chỉ cần thay đổi cái vị trí của đối tượng khung thôi để nó hiển thị như nào sao cho hợp lý với phiên bản thiết kế. À, chẳng hạn như nằm ở đây. Yeah, trên đang bị thiếu Ctrl Z kìa đây. Nhưng mà khi Ctrl Z thì cái này nó chỉ chui vào một đối tượng thôi. Bạn có dịch chuyển như nào thì nó vẫn không chui vào đối tượng phía dưới. Cho nên trong trường này anh dùng phương án là Ctrl Alt G cho nó chui ra trước này. Yeah. Hai cái này có thể Ctrl G lại với nhau, Ctrl G nhá. Không nên Ctrl E vì Ctrl E nó trở thành một layer thì không thể chỉnh sửa được. Ok, ảnh chui vào group Ctrl Alt G. Yeah. Và group có hai đối tượng thì có thể dịch chuyển đối tượng của đến của mình gì sao cho vừa. Ctrl T xoay được không? Ví dụ thế. Yeah, hiển thị cái phần vị trí nhân vật chính. Lưu ý này, cái khung của mình nó không đi ra ngoài quá cái phần viền của ảnh. Nó bị lộ cái phần màu gốc của cái đối tượng phần khung đấy. À, chẳng hạn như nằm ở đây. À, giữ shift thu nhỏ lại. Vị trí này đúng không? Đây, tạo giống rồi đúng không? Ok, giữ shift phóng to lên một tí, nằm vị trí này nó hiển thị đầy đủ. À, và cũng tương tự tiếp theo để tạo sắc độ cho cái đối tượng ảnh chui vào khung thì dùng phương án là kết hợp opacity Ctrl Z này nhân đôi lên. Cái này bạn muốn thấy là opacity hiển thị cái đối tượng nền phía dưới thì để cho nó là khoảng 50% bằng cách ấn số 5 trực tiếp trên bàn phím. Dạ, Ctrl T và xoay góc độ khác đi một tí để cho nó thay đổi. Đấy, và có thể là Enter Ctrl Z xuống phía dưới nữa để tạo ra một cái sản phẩm thiết kế như sau. Dạ, lại phương án này. À, tiếp theo cái này thử xem nha, cái này có phù hợp không? Ok, Ctrl T xoay nó lại một tí và cái đường bên phía bên này nó chưa được tốt lắm. Anh thấy đường bên này nó sẽ ổn hơn, nó sẽ tạo ra những nhiều cái vết xước hơn trong trường này. Ok, anh được. Dạ, đây là phương án mình sẽ xử lý cái phần khung. Và bước tiếp theo khi mà xong phần khung rồi sẽ xử lý đến cái phần màu một tí. Màu thì xử lý trên hình ảnh. Chờ, à, và mình đã học qua cái phần đó là image, chọn ở phần A giúp mình, chọn đến phần Ctrl L hoặc là Ctrl M. Dạ, Ctrl L hoặc Ctrl M đây.
Thì trong trường hợp này, ngoài cái việc là chỉnh đối tượng màu chung là RGB thì mình chỉnh riêng từng cái kênh màu một. Thế blue nó đảo nghịch với màu gì nhỉ? Màu vàng nó đảo nghịch với màu gì nhỉ? Xanh đúng không? Blue hay green nhỉ? Ok, cứ test thử xem, nếu trong quá trình mình không nhớ công thức của cái kéo này. Được chưa? Cái này bị sai đúng không? Green. Kéo đi. Đây, đây, nghiêng cái này. Chẳng hạn thế, tạo ra cái đường nhạc này. Và cái thứ hai nữa, nếu trong quá trình mình học đến cái phần tiếp theo thì nó sẽ ổn hơn trong quá trình mình có thể thay đổi màu sắc. Đó là phần Ctrl B, Color Balance. Chỉnh màu cho người không chuyên, chẳng hạn trong quá trình mình không nhớ công thức, màu nào đảo nghịch với màu nào thì mình dùng trường hợp là Ctrl B. Từ đây nó sẽ có sẵn cái công thức cho bạn luôn. Chưa? Yellow với blue đã đảo nghịch nhau. Bạn muốn tăng màu vàng, ok, nghiêng về màu vàng. Thấy đối tượng nó sẽ. Được chưa? Và thêm một ít màu đỏ nữa chẳng hạn để tạo ra cái chất liệu. Đây là cái phương án. Được chưa? Cái phần này mình sẽ học sau chẳng hạn, chứ không sẽ xử lý trong cái trường này. Được chưa? Xử lý màu. Và phần tiếp theo nữa bạn có thể thấy là cái đối tượng chất liệu trên cái ảnh này. Nó tạo ra, thứ nhất là nó sắc nét những cái đối tượng viền, và thứ hai tạo ra những cái đối tượng lấm chấm giống như cái dạng ảnh cũ. Thì cái này mình sẽ thực hiện như nào? Ok, để trước khi chỉnh sửa ảnh thì mình sẽ dùng phương án đó là Ctrl Z nhân đôi cái tấm ảnh lên. Giờ đương nhiên khi mà Ctrl Z thì nó bị chui ra ngoài. Ctrl Alt G trở lại cho nó chui vào trong hai tấm ảnh nằm đè lên nhau. Giờ mình học qua hòa trộn rồi đúng không? Thì trong quá trình bạn muốn lấy cái phần sắc nét thì chọn vào cái đối tượng đó là phần Vivid Line, Hard Line hoặc là Clear Line. Chỉ lấy sắc nét những cái đối tượng viền mà thôi. Ok, chọn là phần Vivid Line và thấy này. Cái trong trường hợp Vivid Line thì nó sẽ làm gắt cái màu của mình lên. Màu trong trường hợp này. Nhưng bạn chỉ muốn làm gắt cái phần viền thôi, mình dùng phương án kép hợp với bộ lọc filter. Chọn đến phần Other và chọn đến phần High Pass. Được chưa? Trong trường hợp này khi mà trộn lọc ghi thì những cái màu ghi màu đậm thì nó sẽ làm đậm ảnh, làm tối ảnh. Còn ghi sáng thì nó sẽ nghiêng về màu trắng để làm sáng ảnh lên trong trường này. Đấy là cái điều thế. Chưa, bạn thấy nó sẽ có phần phần. Chưa? Còn nếu mà tốt nữa thì tí nữa anh sẽ sử dụng cái phương án đó là kết hợp với cái phần hiệu ứng. Ok, khi mà xong một cái đối tượng nào đấy rồi, bạn có thể group lại toàn bộ tất cả hệ thống đấy để liên quan đến nhau, chọn ảnh này. Giữ shift chọn layer. Phần khung Ctrl G bạn sẽ đặt một tên của nó là ảnh. Được chưa? Ok, phần tiếp theo đưa cái nội dung chữ vào. Thì cái phần chữ này anh đưa cho bạn cái phần text rồi. Nếu bạn sử dụng máy trường thì nó có thể là không cài được, nó phải bị khóa. Thì có thể sử dụng chữ như cái trường hợp nào. Thì ở đây nó sẽ có cái phần bộ phông chữ cho bạn rồi. Thì bạn chọn cái phông chữ nào nó gần giống hoặc là giống trực tiếp cái đối tượng ở đây. Được chưa? Ok, anh sẽ chọn phông chữ bằng cách là tích vào công cụ phím tắt T và tích thẳng trực tiếp vào màn hình. Sử dụng tích thì nó tự động tạo ra một cái layer mới. Yeah. Ctrl Enter. Yeah, ở đây anh sẽ dùng cái trường hợp chữ đó là UTM Center để giảm chữ Italic, chữ nghiêng. Yeah. Ok, Ctrl T giữ Shift phóng to lên. Nguyên tắc của chữ thì nó phải có khoảng cách so với cái đối tượng viền và đối tượng lề. Yeah. Và thứ hai nữa, những cái chữ mà đi cùng nội dung với nhau hay là cùng cấp độ thì nó phải đồng kích thước này, cùng phông chữ này, cùng màu sắc vân vân. Ok, giữ Alt Copy chẳng hạn như đạo diễn. Ctrl Enter giữ lại. Yeah. Cũng tương tự hai cái nội dung phía dưới, bạn thấy nó cùng cấp độ với nhau thì bạn thấy là nó sẽ cùng với kích thước phông chữ. Giữ Alt Copy ở đây chẳng hạn như Phương Anh Vũ, Ctrl Enter rút lệnh. Nguyên tắc của chữ thì nó phải có chính hụ. Ok, chọn cho nó là dạng chữ đậm và nghiêng, bold italic ở trong trường này. Ctrl T giữ shift phóng to lên đây trong trường. Chưa? Ok, anh sẽ di chuyển đến cái vị trí này đi. Giữ Alt Copy, giữ Shift đi theo đường thẳng hàng và đặt ở vị trí này. Anh Tuấn nhỉ? Yeah, xong nội dung chữ phía trên. Và thứ hai, trong quá trình thiết kế đối tượng chữ thì nó có cái dạng hiệu ứng hay là gì không? Ê, bạn thấy này, toàn bộ tất cả những cái chữ này nó bị nghiêng hay là bị bo góc hay là bị thay đổi cái vị trí, nhưng mà nó bị chung. Cho nên tí nữa anh sẽ sử dụng cái toàn bộ tất cả đối tượng hiệu ứng này.
Bước tiếp theo cũng tương tự đánh cho anh cái nội dung chữ đó là hiền hồ như sau. Chà. Ok, hiền hồ bạn thấy này, cái khoảng cách cái đối tượng trên và đối tượng dòng dưới thì nó sẽ có những phần là cách viền phía trước. Giờ nếu bạn ấn phím cách hoặc ấn phím tab cũng được, hoặc là cách thứ hai bạn để riêng ra hai đối tượng nội dung đi. Cái phông chữ này là gì nhỉ? Chưa, nếu bạn đã cài phông chữ rồi mình dùng phương án là quét qua toàn bộ này, chuột phải chọn vào phần install thì nó sẽ cài vào trong máy. Khi mà cài xong rồi thì chắc chắn cái chữ này nó khá là khó nhớ, thì dùng trường hợp là chuột phải chọn phần rename. Ctrl C copy cái phông chữ này. Chờ vào đây bạn chỉ cần là đánh trực tiếp bôi đen nó và Ctrl V vào cái định dạng phông chữ thôi thì nó sẽ nhận. Chờ, Ctrl T giữ Shift phóng to lên. Nhưng mà tiếp theo bạn lưu ý là cái trường hợp này chữ nó bị nghiêng. Nghiêng thì mọi người cũng cần lưu ý là mình không nên xoay này. Bạn thấy là chữ nó bị lệch. Giờ cái định dạng chữ nghiêng nhưng nó vẫn đứng. Thì nếu mà trong trường cái định dạng phông chữ của nó là có italic thì mình sẽ chọn vào phần italic. Còn không thì mình dùng trường hợp như sau. Ctrl T giữ Ctrl. Chờ giữ Ctrl tích vào điểm giữa này, bạn kéo đi. Giờ hoặc không muốn sai cái định dạng của nó bị móc méo thì giữ thêm Shift. Bạn nghiêng nhưng mà nó vẫn ở dạng thẳng, cái đường nét của nó vẫn dạng thẳng trong trường này. Chờ giữ Ctrl kéo xuống dưới một tí, giữ Shift đi theo đường thẳng hàng sẽ đặt ở vị trí này chẳng hạn, vân vân. Tiếp theo, hiền hồ đúng không? Giữ Alt copy thôi. Bạn chỉ cần thay đổi thuộc tính thì chữ nghiêng nó vẫn là dạng thế thôi. Đặt vị trí sao cho phù hợp với bản thiết kế rồi. Khi mà xong rồi hai chữ này nó đi liền với nhau, bạn ấy Ctrl G nhá. Và cái đối tượng tiếp theo cũng tương tự. Cái này mình sẽ để riêng cho từng đối tượng một. Gặp Ctrl T giữ Shift phóng to lên, nằm ở vị trí này. Cũng tương tự giữ Ctrl. Thì trong quá trình làm nghiêng thì mọi người cũng cần lưu ý là nên để nghiêng một góc độ thôi. Mình có thể là để ở vị trí này để so sánh với đối tượng nghiêng trước đấy. Giữ Ctrl kéo. Ok. Trở về phím V và có thể đặt ở vị trí này. Giờ bạn nhìn tổng quan xem thử nó có to quá không thì có thể là cho toàn bộ tất cả những đối tượng này nhỏ bé lại một tí, giữ Shift. Chà, ok. Ctrl T giữ Shift thu nhỏ lại một tí nữa trong cái trường hợp này. Và mình đã có màu sẵn rồi, sử dụng công cụ đó là Y ngắn tích thẳng vào đây để chọn màu. Giờ bước tiếp theo làm cái phương án nào để đổ màu cho đối tượng nội dung chữ nhỉ? Chữ chữ thì nó có hai phương án khi mà bạn sử dụng cái đối tượng đó là sử dụng công cụ y ngắn rồi. Được chưa? Bạn tích thẳng trực tiếp vào trong cái bảng màu đó là bảng màu swatch. Được chưa? Bạn sử dụng công cụ y ngắn thì nó sẽ lưu cái mẫu bạn vừa sử dụng màu trước đấy ở vị trí này. Hoặc cách thứ hai nữa thì khi mà chọn được màu rồi thì trên cái layer nội dung text này mình có thể đổ màu trực tiếp bằng cách là undelete hoặc là ctrl delete. Bạn thấy nó sẽ nhận màu. Tương tự chữ hiền hồ phía dưới, ok, cái này màu đen rồi đúng không? Giữ Alt copy nội dung. Trở về phím V có thể nằm vị trí này, ok, thu nhỏ lại mình sẽ làm giống thì mình ấy phương án nào tốt nhất. Đây. Nhưng mà tiếp theo bạn có thể thấy là cái chữ này một tí, giờ chỉ đi chi tiết một tí, cái này nó là hình vuông chứ không phải là hình tròn. Giờ chữ gặp này, bạn thấy nó hình vuông, ok, xóa đi. Đấy. Hình vuông thì sử dụng đơn giản thôi, vẽ dùng pen. Pen thì nó có hai dạng, một là pen dạng shape, hai là pen dạng path. Thì trong trường hợp này bạn có thể dùng trường hợp pen dạng shape vẽ ra các miếng màu luôn. Giờ tích đây điểm tiếp theo, muốn tạo thành đường thẳng vuông góc với khổ giấy thì giữ thêm shift. Giờ tích đây điểm tiếp theo. Đấy chẳng hạn, nối điểm đầu điểm cuối lại với nhau. Cái trường hợp này sẽ chọn cho nó cái màu. Đó là màu này. Chờ, cái trường hợp này bỏ màu chóp đi tạo ra đối tượng như sau. Hơi to quá thì mình sẽ trở lại công cụ phím tắt đó là phím pen đúng không? Giờ giữ Ctrl tích vào điểm để chỉnh sửa. Ok, giữ Ctrl tích vào điểm chỉnh sửa, nó hơi to quá, tích vào đây, giữ Shift tích vào đây và kéo cho nó nhỏ lại.
Ok, giữ control tích vào đây trong trường này tạo ra một cái đối tượng như sau. Thì ở đây là phương án vẽ cái nội dung của nó trong cái trường hợp tiếp đối tượng này. À, tiếp theo đánh cái nội dung vào thôi, chẳng hạn như T tích thẳng trực tiếp vào màn hình. Đây là không, anh cũng để cho nó là riêng. Ctrl T giữ shift phóng to lên, cũng có thể để cho nó góc độ nghiêng như thế, giữ shift này. Và chọn phông chữ phù hợp. Ở đây cái này rồi, chuột phải chọn là phần rename, Ctrl C copy trực tiếp cái tên phông chữ đấy. Bước tiếp theo chở đối tượng Ctrl V Enter. Và cái này nó màu đen nhỉ? Để trở về nguyên bản màu đen gốc của cái phần mềm Photoshop, mình có thể đánh trực tiếp là chữ D trên bàn phím, nó trở thành màu đen trắng. Alt Delete để đổ màu đen. Ctrl T giữ Shift phóng to lên, bạn thấy nó phải nằm trên đúng không? Ctrl Shift ngọc vuông bên tay phải nằm vị trí này. Chà, giữ Alt Copy ở Ctrl Enter dứt lệnh và nằm ở đây được không? Và giữ Alt Copy, bạn có thể để những cái cụm chữ nó riêng ra. Ctrl T có thể phóng to lại một tí. Chứ anh sẽ xây dựng cái phần nội dung trước. Và cái bước tiếp theo bạn thấy nó sẽ có một cái dấu đường như này. Thì đây có rất nhiều cái phương án để bạn xử lý. Một là mình có thể sử dụng công cụ Pen. Pen đây nó lưu ý là nó có hai dạng. Bây giờ bước đầu tiên sử dụng Pen dạng shape đi để cho nó chủ động. Pen dạng shape thì sẽ để cho nó một cái màu đen này. Thứ hai là kích thước này. Và thứ ba là cái định dạng của nó là đường nét đứt hay là đường nét liền. Tích vào đường nét liền. Ok, tích đây một điểm. Tích điểm thứ hai và bẻ cong nó bằng cách là giữ chuột trái và kẹp. Nó tự tạo đường. Kích thước nó hơi to để cho nó là khoảng 5 thôi, Enter. Chờ, khoảng 6. Trở về phím V tạo ra một cái đối tượng đường như sau. Thì cơ bản đã tạo ra được cái phần là bố cục tổng quan rồi. Bước tiếp theo đưa ra những phần hiệu ứng cho nó, chẳng hạn như cái định dạng này. Giờ thì bạn trong trường anh thấy là một số bạn đưa ra cái phương án cũng khá là hay. Giờ một là lấy trực tiếp cái này đúng không, copy sang. Giờ cách thứ hai, ok, vừa nghĩ ra ở trong trường hợp lúc nãy, đó là dùng tích tích vào đây, ấn cho nó là những cái dấu chấm enter xuống hàng này, dấu chấm enter xuống hàng, và thấy tạo ra những đối tượng thiết kế như sau. Bạn muốn bao nhiêu cái, nếu bạn giống nhất bạn có thể tính số lượng cho anh trong cái trường này. Ctrl enter dứt lệnh, bạn thấy là trong trường anh có những phần này. Ok, Ctrl T cho nó bé bé lại tí. Và thứ hai là cái khoảng cách này bạn thấy nó hơi bị rộng quá. Thì trong trường có thể cài đặt lại toàn bộ tất cả hệ thống phông chữ bằng cách là bước đầu tiên sử dụng công cụ phím tắt T tích thẳng trực tiếp vào phần nội dung, Ctrl A chọn tất cả, Ctrl T để mở bảng cài đặt lên. Thì trong cái trường hợp bảng cài đặt nó sẽ có cái phần đó là khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới, bạn có thể thu nhỏ lại một tí, tạo ra những cái đối tượng như sau. Và thứ hai, nếu mà cái dấu chấm nó bé quá thì tăng cái thông số kích thước của nó lên, chẳng hạn như 10, được chưa? Hoặc là khoảng là tầm 6 thôi, bạn thấy nó khá là ổn trong cái trường hợp này rồi. Bước tiếp theo nó hơi ít thì mình có thể enter tiếp theo. Chấm là enter tạo ra những tính chất đối tượng như sau. Nếu chưa tốt nữa có thể tăng cái giảm số lượng khoảng cách dòng cho nó để khoảng 3. Ok. Và để cho nó một cái màu đen. Bước tiếp theo có thể biến trực tiếp cái đối tượng này trở thành một cái brush không? Giữ Ctrl tích thẳng vào layer thu nhỏ để trở về vùng chọn đối tượng đấy. Ctrl C copy, chọn vào phần Edit, chọn vào phần Define Brush Preset, bạn thấy nó sẽ nhận những cái đường dấu chấm để thành với brush trong trường này. Ok, Ctrl D bỏ vùng chọn, xóa layer này đi. Nguyên tắc của brush thì nó phải tạo trên một cái layer mới. Được chưa? Bạn muốn vẽ như nào thì bạn cứ chốt điểm đầu cho nó. Kích thước nó hơi to đúng không? Giữ Alt, chuột phải kéo sang bên trái để cho nó nhỏ lại. Nằm ở đây. Được chưa? Tích vào đây một điểm. Màu đen đúng không? Ok. Bước tiếp theo mình sẽ nối điểm đó là bằng cách là giữ thêm shift này. Chứ mình không dùng trường hợp là vẽ như này nha. Vẽ này nó bị cong. Đúng không? Chốt điểm đầu này. Lưu ý là trên layer mới nha. Chốt điểm đầu này. Bước tiếp theo chốt điểm cuối bằng cách là giữ thêm shift. Và bạn chỉ cần click chuột trái thôi thì nó tự động nối điểm đầu và điểm cuối lại với nhau. Tạo ra trường hợp này. Hoặc là để cho nó dài hơn. Ok, nó nằm ở đầu nhỉ?
Đây đúng không? Phím B tích vào đây một điểm. Giữ shift tích điểm tiếp theo này. Nếu bạn thấy là chưa đúng lắm, ok, Ctrl T sửa cho nó thôi, giữ Ctrl và sửa kéo đến vị trí bạn muốn đặt. Nhà có thể dài hơn hoặc là ngắn hơn, vân vân trong trường này. Đấy là phương án xử lý. Thứ hai. Ok, cách thứ hai mình dùng phương án là có thể là dùng nét này hoặc là công cụ pen. Giờ anh sử dụng công cụ pen nên nét thì vẽ ra đơn giản thôi, bạn chỉ cần vẽ ra. Đầu tiên sẽ vẽ một cái đường thẳng trước, xong bạn muốn nghiêng như nào cũng được. Cái nét này để cho nó là dạng gì nhỉ? Stroke đúng không? Trở về phím V bạn thấy nó sẽ có đường nét. Nếu mà bé quá, ok, trở lại công cụ phím U dạng nét đấy để cho nó kích thước lớn hơn. Đâu rồi? Bị sai layer. Ok. Chờ tạo layer mới. Phím U tích vào đây, giữ shift để tạo thành đường thẳng. Được chưa? Tiếp theo kích thước cho nó lớn lên một tí trong cái trường hợp này, trong ok, không được nhỉ. Vâng. Nhá. Hoặc cách thứ hai sử dụng công cụ pen này. Dùng pen. Pen đây nó có hai dạng, pen dạng shape và pen dạng path. Shape thì nó đơn giản rồi, tích đầy điểm thứ hai bạn thay đổi cái thông số kích thước của nó. Nhá. Ở đây để cho nó là khoảng 3. Nhá, ví dụ thế trong trường này. Bước tiếp theo có thể Ctrl P kéo nó dài ra một tí để bạn có thể thay đổi cái thuộc tính của hình trong trường này. Giữ an copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Đấy, bạn tạo ra đối tượng. Còn đối tượng tiếp theo bạn chỉ cần giữ an copy thôi. Thì khoảng cách nó tự bằng với kích thước phía trên. Cái phần mềm từ bản CC trở lên thì mình sẽ có cái phần khoảng cách chung. Yeah, và cũng tương tự giữ an copy. Bạn muốn copy nhanh hơn, ok, dùng phương án là chọn 2 layer, 3 layer đấy. Giữ an copy. Yeah, và cứ tiếp tục như thế thì mình sẽ tạo ra những phiên bản phía dưới. Đấy chưa? Thì bạn sẽ dùng cái phương án nào cũng được. Anh sẽ dùng cái công cụ phím tắt B vừa tạo lúc nãy và tạo ra tính chất như sau. Ok, tích vào đây, giữ shift tích vào đây điểm. Chưa? Ok, tích vào đây. Hoặc bạn tạo ra một cái layer mới, tích vào đây và giữ shift tích vào đây điểm tiếp theo thì nó sẽ tự động nối điểm đầu và điểm cuối. Chưa? Tích đây điểm này, giữ shift tích điểm tiếp theo. Nếu mà chưa đúng mình sẽ Ctrl T, một là kéo nó ra, hai là giữ Ctrl sửa cái đường đi của nó trong trường này. Rồi giữ Ctrl kéo ra ngoài một tí nữa. Và nó màu gì nhỉ? Màu đỏ đúng không? Ok, y ngắn chọn vào màu này. Bước tiếp theo, nếu bạn đổ màu trực tiếp thì nó bị đổ tràn viền. Khóa layer lại. Chưa, an đen. Chưa, tích vào đối tượng này cũng tương tự là an đen. Khi mà xong rồi, anh dùng trường hợp là chốt vị trí, ok, Ctrl G đây. Để họa tiết trang trí của chẳng hạn như nội dung text. Thì là pattern, cái chất liệu của nó. Chưa? Và bước tiếp theo bạn thấy này, cái chữ của nó ở cái trong cái phần chữ phía sau ấy, nó có một cái khoảng trống. Thì dùng cái phương án nào nhỉ? Nó bị lệch ra phía ngoài. Ok, trong điều mình sẽ xử lý một cái phương án như sau. Đây là chất liệu này. Chưa? Đây là chữ này. Đây là chữ này. Cái này có thể dùng phương án đó là Ctrl Z. Anh để cho nó cái màu khác cho bạn dễ nhìn nhá, màu đen. Giờ Ctrl Z đổ màu đen, cho nó nằm trên cùng đi. Bạn chỉ cần dịch chuyển ra phía ngoài thì nó sẽ bị lệch ra khỏi vị trí thôi. Được chưa? Nhưng mà bước tiếp theo mọi người cũng cần lưu ý là cái này nó không phải là đổ màu mà nó bị đục thủng. Cho nên dùng phương án là giữ Ctrl tích thẳng vào đối tượng mình vừa tạo ra đấy. Để trở về vùng chọn của đối tượng. Yeah. Bạn muốn đục thủng thì chọn trực tiếp vào layer mình đang xử lý, đó là cái này. Bỏ phần móc khóa ra. Chọn vào layer và tích thẳng trực tiếp vào cái phần mặt nạ. Yeah, đúng layer nhá. Thì tích vào phần mặt nạ thì những cái đối tượng đấy thì nó sẽ bị thủng. Nhưng nó hơi bị ngược. Ctrl Y ngắn trong phần mặt nạ đấy thì bạn thấy nó sẽ tạo ra tính chất đục thủng. Yeah, cũng tương tự với cái đối tượng vị trí phía dưới. Bước đầu tiên, chọn vào nội dung chữ. Đâu à? Ok, chọn ở đây này. Nó nằm ở đây rồi đúng không? Bước thứ hai, Ctrl Z và dịch chuyển nó ra một cái vị trí phía ngoài. Anh sẽ đổ cho nó cái màu đen để bạn dễ nhìn thôi. Nó không ảnh hưởng gì cả. Chưa? Bạn muốn là đục thủng vị trí này. Bước tiếp theo, giữ Ctrl tích thẳng vào layer đấy để trở về vùng chọn đối tượng. Tắt layer đi để hiển thị. Bây giờ bạn muốn đục thủng cái đối tượng nào thì bạn tích thẳng trực tiếp vào layer đấy.
Chờ tích vào nơi này, bỏ mặt nạ, bỏ móc khóa xích ra và tích thẳng trực tiếp vào mặt nạ. Yeah, Ctrl Y ngắn đảo nghịch lại. Bởi vì trong trường hợp bạn muốn là hiển thị phần phía ngoài, đây là cái phần đục thủng, thì Ctrl Y đảo nghịch màu trắng với phần đen tạo ra những hình chặt đục thủng. Cái chữ này nó đang bị ở nằm phía dưới, ok anh sẽ cho nó lên trên đi. Này nó bị không được. Chờ, đây là cái phương án mình sẽ xử lý toàn bộ tất cả đối tượng này. Đấy, bạn sẽ đưa cái phần nội dung vào. Bước tiếp theo là cái con dấu này đúng không? Thì trong phần con dấu một là bạn vẽ pen ra thì chắc chắn nó không đều được. Chờ, thì anh sẽ dùng một trường hợp như sau, đó là sử dụng công cụ phím tắt U dạng hình bo góc. Bạn tích thẳng trực tiếp vào màn hình, bạn sẽ chọn cái thông số cho nó. Ở đây anh chọn trường hợp là 20. Okay. Vẽ dày. Ctrl T kéo kích thước cho nó dài ra, cho nó to ra một tí để có thể được dùng vào. Nhưng bạn thấy trong cái trường hợp này, thứ nhất nó bạn bị sai màu thì dùng trường hợp là trở về phím U để thay đổi lại màu cho nó. Bước tiếp theo kích thước sai khoảng 3 thôi. Chờ, bạn thấy là trong trường hợp tiếp theo bạn thấy này, cái này nó cong, phía dưới nó cũng cong, thì sử dụng trường hợp là Ctrl T chuột phải trực tiếp chọn phần warp bẻ cong cái đối tượng đấy, thì nó sẽ có cái định dạng bẻ cong. Ok, kéo lên trên, kéo những cái điểm chốt lên trên và kéo điểm chốt này xuống dưới. Chờ, kéo điểm đối tượng này thì bạn thấy nó tạo ra một tính chất đối tượng sao, và đưa cái nội dung vào cho anh. Chờ, và phần tiếp theo bạn cũng cần lưu ý này, cái chữ này để tạo ra cái độ giống như cái dạng là chữ bị cũ. Chờ, nó có những cái phần vết xước xước này, thì anh chưa có một cái đối tượng tấm ảnh như sau. Dạ, bạn thấy ở đây nó sẽ có những phần vết nứt. Nhưng mà trong chờ bạn muốn tạo ra cái phần đục thủng thì lưu ý nó chỉ đưa vào trong phần mặt nạ mới đục thủng được thôi. Chưa? Mặt nạ thì nó chỉ xử lý cái đối tượng là màu đen và màu trắng. Ok, chuột phải chọn là phần open width này, chọn là phần pen. Ctrl A, Ctrl C copy sang đây, Ctrl V trực tiếp. Dạ, để lấy mỗi cái phần nét nứt thôi thì bước đầu tiên chọn vào phần đó là select, chọn là phần color đăng, chọn vùng chọn theo sắc độ của tấm ảnh. Bạn muốn lấy màu vàng, màu nào thì tích thẳng trực tiếp vào đấy. Trong trường hợp này sẽ lấy màu đen, ok, tích thẳng vào đấy. Bạn muốn lấy nhiều hay ít, ok, thay đổi cái thông số thuộc tính này, chẳng hạn chọn đến đây thôi, khoảng là 80%, ok, thì nó sẽ tự động tạo ra vùng chọn. Cái vùng chọn này Ctrl Z nó lên, và trên bảng layer tắt con mắt layer phía dưới đi, hoặc là bạn có thể xóa đi trực tiếp được, bạn tạo ra những phần như sau. Yeah, màu đen đúng không? Hoặc nếu nó chưa phải màu đen nữa, ok, khóa nền nó lại, đổ cho nó cái màu đen. Yeah, và cái màu đen này có thể đưa trực tiếp vào phần mặt nạ. Hoặc dùng phương án đó là giữ Ctrl tích thẳng vào layer thu nhỏ, trở về vùng chọn. Cái này có thể là biến thành brush được không? Image này, chọn vào phần edit này, chọn vào phần define brush preset thì nó sẽ nhận những cái đường nét đứt. Ok, tắt cái này đi. Ctrl D bỏ vùng chọn, chọn vào cái đối tượng nội dung chữ đâu nhỉ? Gặp nhưng đúng không? Ok, đây này. Mình có thể xử lý riêng từng cái layer một, hoặc là mình dùng trường hợp đó là gộp nó lại. Chữ nhưng đâu nhỉ? Gặp đâu nhỉ? Đây đúng không? Chọn hai layer này này và Ctrl G. Dạ, Ctrl G lại với nhau, bạn thấy nó sẽ là trở thành một. Và khi mà trở thành một, bạn có thể sử dụng mặt nạ chung trên cái phần group đấy bằng cách là tích thẳng trực tiếp vào phần mặt nạ. Chưa? Sử dụng công cụ phím tắt B trong mặt nạ đấy. Hiện tại đang là mặt nạ trắng thì bạn sử dụng màu đen, đi tích đến đâu thì nó sẽ bị mất hình đấy. Nhỏ hay to thì bạn có thể thay đổi cái đối tượng là kích thước size của brush. Ok, tích vào đây. Chưa? Tích vào đây. Em tạo ra những phần chất liệu như sao? Chưa? Và tích vào đây. Đây. Đấy. Nhưng mà tích như nào thì bạn cũng cần lưu ý, nó phải rõ cái phần nội dung. Chà, có đèn ít thôi trong trường này. Ok. Chà, tạo ra cái phần chất liệu. Chà, biến nó thành cái brush. Rồi ok, xử lý xong cơ bản cái đối tượng nội dung rồi. Nhưng mà bước tiếp theo bạn thấy này, những cái chất liệu nó bị nhăn giống như dạng giấy cũ, giấy grab. Yeah, giấy grab thì nó là một cái dạng giấy nó không phẳng, cho nên trong quá trình mình in sản phẩm thì nó sẽ không được tốt trong cái trường hợp này. Chúng ta sẽ dùng cái trường hợp như sau. Ok, trên tổng quan cái đối tượng layer,
Bây giờ chỉ còn lại cái phần hiệu ứng mà thôi. Cho nó hiển thị lại đi. Được chưa? Bước tiếp theo thì bạn lưu ý là cái phần hiệu ứng của mình nó có nhất thiết là sử dụng với toàn bộ tất cả hệ thống hình ảnh hay không. Chẳng hạn như trong giờ tiếp theo anh muốn bỏ hình ảnh đi. Chưa, hình ảnh cho nó lên trên cùng đi. Cái này xem thử đã đúng chưa nhá. Đâu nhỉ, ảnh đâu nhỉ? Giữ Ctrl tích vào đây để xem ảnh. Ok, đấy là cái layer này. Cho nó lên trên cùng, Ctrl Shift ngọc vuông bên tay phải. Chờ nó lên trên cùng rồi. Anh sẽ dùng một trường hợp như sau, đó là tắt hình ảnh đi và gộp lại toàn bộ tất cả những đối tượng này. Ctrl Shift Alt E chụp màn hình, gộp lại toàn bộ tất cả những file thiết kế. Chưa? Và bước tiếp theo sẽ xử lý hiệu ứng cho toàn bộ tất cả hệ thống này bằng cách đó là chọn vào phần filter. Trong phần filter nó sẽ có phần đó là filter ready, hiệu ứng có sẵn của cái phần mềm. Ở đây anh cho trong cái trường hợp đó là phần distort, trong phần distort chọn đến phần class. Thì bạn thấy này, phóng to lên một tí. Bạn muốn thay đổi cái thông số của mình nhanh theo trường hợp nào, bạn có thể thay đổi những thuộc tính này. Chưa? Bạn thì nó nhòe. Ok, đây sẽ đổi cái thông số lên để cho nó là khoảng 4 hoặc 5. Chưa? 4 thì cái chữ này nó bị cũng chưa tốt lắm bởi vì chữ nét mảnh. Anh sẽ để lên cho nó là 5 trong cái trường này. Ok. Đấy, thì bạn thấy tạo ra cái phần chất liệu như sau và bật cái layer hình ảnh lên trong cái trường này. Và bước tiếp theo để cho nó tốt nữa thì dùng trường hợp là chụp màn hình toàn bộ tất cả hệ thống layer đấy bằng cách là chọn layer đầu tiên này. Ctrl Shift Alt E. Chờ Ctrl Shift Alt E, sau đó sẽ chọn vào cái đối tượng chỉnh màu chung. Đương nhiên cái này mình sẽ học sau. Đó là cái phần photo filter. Photo filter. Chẳng như trong quá trình thiết kế bạn cũng cần lưu ý, chẳng hạn như màu vàng thì mình sẽ chỉnh về một màu vàng chung, hoặc là màu xanh, ám màu xanh vân vân, chọn vào phần photo filter. Ở đây mình sẽ chọn cái đối tượng là có hai dạng màu trên thị trường, mình sẽ chỉnh sửa, một là màu lạnh, hai là màu nóng, chỉ có hai tông màu này thôi. Chứ chọn vào phần màu ấm đây chẳng hạn thì sẽ tạo sắc độ cho nó. Bạn muốn là ấm nhiều hay ít để tạo ra một cái thiết kế cũ hay sao. Chưa? Ok, sau đó bạn sẽ xuất ra dạng file ảnh và đưa trực tiếp chẳng hạn như là phần Premiere để mình có thể xây dựng một cái phần video một tí. Được chưa? Phần video thì nếu mà bạn học về đồ họa 2D thì mình chỉ cần biết cơ bản thôi. Một là cắt ghép, nhà hai là đưa logo và đưa hình ảnh vào làm intro thôi. Chưa? Ok, chọn vào phần New Project này. Ok này. Anh sẽ đưa trực tiếp cái phần hình ảnh của mình vừa thiết kế vào trong phần Premiere như sau. Thì trên phần Premiere thì nó sẽ có 4 đối tượng. Cái phần đầu tiên mọi người cũng cần lưu ý cái phần này mình sẽ đưa cái phần dự án nào. Chẳng hạn như trong quá trình thiết kế có những phần nào? Một video này, video intro này, video sản phẩm này, video outro vân vân thì mình đưa vào trong trường này. Bạn có thể tích vào phần tìm kiếm hoặc nếu bạn có mở ra rồi thì mình sẽ kéo trực tiếp vào đây. Chờ kéo vào. Kéo vào thì mình dùng trường hợp là muốn đưa lên thiết kế thì bạn phải tích đúc vào đối tượng đấy. Và đây là cái khung làm việc của mình. Bạn muốn đưa cái này vào bản thiết kế thì kéo trực tiếp cái đối tượng ảnh này vào đây thì nó sẽ tự động vào và chạy nhạc. Chạy nhạc bằng cách là trong trường mình có một cái đối tượng âm thanh như sau. Chọn vào phần học tập. Chọn đến phần tư liệu. Chọn đến phần video. Ở đây nó có phần nhạc. Nhạc thì cũng giống như hình ảnh thôi, mình dùng trường cứ phải kéo vào đây. Giờ khi mà kéo xong, ok, kéo lên trong trường này để mình cái đưa vào trong cái phần mềm và xử lý nó. Giờ trên cái phần Premiere thì nó sẽ chia thành hai dạng, một là âm thanh, giờ hai là hình ảnh. Nó ngăn cách bởi cái đối tượng này. Ok, anh sẽ kéo trực tiếp cái đối tượng âm thanh vào và bàn tay này, kéo ra một tí. Khi âm thanh của nó đang dài hơn so với cái trường hợp là hình ảnh thì bạn sẽ kéo cái đối tượng hình ảnh ra phía ngoài thì nó sẽ chạy hết toàn bộ tất cả hệ thống âm thanh và người chạy nhạc. Chỉ cần xuất ra cái dạng video thôi. Nhưng mà trong nhiều tiếp theo anh muốn là đưa một cái dạng là hiện tại nó đang là dạng cũ. Chưa, bạn đưa vào đây, bạn thấy này, anh có một cái dạng chất liệu như sau. Chưa, để nó có thể chạy ra cái phần chất liệu trên trực tiếp hình ảnh, nó có chuyển động thì nó sẽ tốt hơn là cái dạng ảnh tĩnh và đưa nhạc vào. Ok, đưa trực tiếp cái đối tượng này vào trong bản thiết kế. Nhưng bạn thấy là khi mà đưa vào thì nó hơi bị bé. Bạn tích đúc trực tiếp vào đối tượng đấy, phóng to lên. Chưa, chạy thử xem.
Nhưng mà chạy này, chạy trong cái trường hợp này bạn thấy là cái hiệu ứng của mình đang bị che, cái layer phía trên nó đang bị che mất cái đối tượng layer hình ảnh mình. À, thì cái phần Premiere thì nó cũng nằm trong cái phần bộ Adobe, thì nó cũng sử dụng toàn bộ tất cả những phần hòa trộn giống như phiên bản thiết kế. Bạn chọn được phần Effect Control. Trong phần Effect Control mình sẽ có phần là Opacity. Chờ, Opacity là cái độ trong đục của đối tượng. Và trong phần Opacity nó sẽ có phần hòa trộn. Cái này là khá quen thuộc rồi đúng không? Lọc, bỏ màu ghi, lấy lại những cái đối tượng này mình dùng phương án là đó là Soft Light hoặc là Overlay là thích vào đây. Tạo ra phần video như sau. Chờ, đương nhiên nhạc thì có chạy được. Và trong quá trình khi mà xuất ra video, mình chọn vào phần File, chọn vào phần Export và chọn vào phần Control M thì nó sẽ động xuất ra cái phần video của mình. Để ở vị trí nào sao cho phù hợp. Giờ chọn File, chọn Export, Control M. Ok, đặt ở vị trí nào mà tích thẳng trực tiếp vào phần Output Name và chọn vào vị trí đó, chẳng hạn là Desktop. Giờ và xuất nó ra. Dạ, đương nhiên cái xuất này nó cũng khá là mất thời gian, cho nên là mọi người có thể về thực hiện cho anh. Nếu bạn nào học về quay dựng thì nó sẽ học nâng cao hơn. Đây là cái bài này, mọi người có thể về thực hiện lại cho anh cái phần này một tí nhá.